Prison Playbook kể về cuộc sống phía sau song sắt của các tù nhân và kể cả những nhân viên cảnh sát nhà tù. Bộ phim là một cú hit lớn của đài TVN khi rating trung bình của cả bộ phim ghi nhận đạt khoảng 7,559% trên khắp cả nước và tập cuối cùng ghi nhận rating lên tới 11,195%. Bộ phim cũng nhận được vô số giải thưởng tại các lễ trao giải lớn. Bản thân Park Hae-soo cũng đã chiến thắng tại hạng mục Best New Actor tại lễ trao giải The Seoul Awards lần thứ hai. Phim bắt đầu bằng vụ án của Kim Ji-hyuk, một tuyển thủ bóng chày đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp thì phải ngồi tù 1 năm vì tấn công quá mức kẻ có ý định hãm hiếp em gái của anh ta. Từ một ngôi sao hạng A, Kim Ji-hyuk bước chân vào chốn ngục tù, nơi có những câu chuyện, có những con người mà anh không thể ngờ tới. Câu chuyện nhà tù của đạo diễn Shin được quảng bá là một tác phẩm hài hước. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng chỉ đến khi theo dõi, người xem mới phải tấm tắc khen ngợi rằng nó đúng là không chỉ hài mà còn duyên dáng và thậm chí là dễ thương. Ai lại nghĩ có thể trông thấy nhà tù những bữa cơm quây quần như là bữa cơm gia đình? Ai lại nghĩ ma cũ tiếp đón ma mới bằng những trò đùa vui vẻ đến thế? Ai lại nghĩ các anh quản ngục lại lấy cớ chen chúc nhau chỉ để được gặp thần tượng là một tù nhân? Tất nhiên, theo như lời của một gã quản ngục điển trai thì bọn họ rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ phải phạm tội nên mới phải ngồi đây. Ở nhà tù của Prison Playbook, sự đáng yêu, dễ chịu của những vị quản ngục là có thật. Sự chăm sóc tận tình của những tù nhân cũng là có thật, nhưng sự tàn nhẫn và sự xúc động cũng là có thật nốt. Các tình tiết trong phim xen lẫn giữa thực tại và quá khứ. Cuộc sống của những người tù nhân với nhau được lộ dần qua từng khung hình. Biên kịch đã chọn hướng xây dựng một nhà tù đầy tình thương khi mà những con người phạm lỗi trong quá khứ đã rút ra cho bản thân được những bài học. Khi mà những nhân vật tưởng chừng như phản diện hóa ra bên trong lại là những con người vô cùng yếu mềm. Prison Playbook là tác phẩm mới của đạo diễn Shin Won-woo và biên kịch đó là Jung Bo-hoon, hai người đứng sau thành công của dòng phim Reply đình đám. Đạo diễn Shin cho biết, Prison Playbook có chủ đề chưa từng có trong bất kỳ bộ phim truyền hình nào, một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ. Thật vậy, phim lấy bối cảnh nhà tù và xoay quanh những phạm nhân và quản giáo tại đây. Mặc dù bối cảnh của bộ phim khá u ám, tuy nhiên, đạo diễn Shin cho biết, Prison Playbook sẽ không tập trung vào câu chuyện oan sai, vượt ngục nhức não như một số bộ phim khác, mà mô tả cuộc sống thường lệ của các tù nhân với những câu chuyện vui buồn đan xen. Đạo diễn Shin Won-woo chưa bao giờ cần tới những ngôi sao đình đám để giúp bộ phim của mình gây bão. Ngược lại, ông luôn là người khiến khán giả phải chạy theo những gương mặt mới, những diễn viên vốn không mấy nổi trội. Nam chính của Prison Playbook lần này đó là Park Hae-soo, nam phụ đó là Jung Kyung-ho. Ngoài ra, dàn diễn viên còn khá nhiều những cái tên tới từ Reply như là Sung Dong-hee, Choi Sung-won và Choi Mo-sung. Bộ phim này cực phù hợp với thế hệ thiếu nụ cười, những người trẻ ngày càng đối diện với áp lực bủa vây của cuộc sống, những nỗi buồn không thể sẻ chia với ai. Khi xem phim này, nhất định sẽ khiến bạn bật cười vì những niềm vui đơn giản nhất. Các bạn khán giả của Thám Phim có thể lựa chọn bộ phim này để thư giãn với gia đình và bạn bè trong dịp nghỉ lễ này nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của bọn mình để đón nhận những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.